Câu chuyện Quả táo Bác Hồ. Năm 1946, Bác Hồ sang thăm nước Pháp. Nhân dân và thiếu nhi Pháp rất vui mừng, phấn khởi. Họ tụ tập, vẫy tay và hoan hô Bác tại các nơi Bác đi qua hay đến thăm. Có một câu chuyện mà cho đến ngày nay, nhân dân và thiếu nhi Pháp vẫn còn nhắc nhở với tất cả tấm lòng trìu mến, cảm phục. Đó là câu chuyện Quả táo. Hôm ấy, tòa thị chính Paris mở tiệc lớn mừng đón Bác. Tiệc tan, mọi người ra phòng lớn uống nước, nói chuyện. Bác vui vẻ đứng dậy và cầm một quả táo đem theo. Nhiều người ngạc nhiên, nhiều con mắt tò mò chú ý. Tại sao vị khách quý như Bác lúc ăn tiệc xong lại còn lấy quả táo đem theo? Nhiều người chú ý xem Bác sẽ làm gì. Bác ra đến ngoài cửa thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào. Bác tươi cười bế một em gái nhỏ lên hôn và đưa cho một quả táo. Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ và rất cảm động trước kỳ thương yêu của Bác. Ngày hôm sau, câu chuyện Quả táo của Bác Hồ được các báo đăng lên trang nhất. Các báo chí còn kể lại rằng em bé gái sau này khi nhận quả táo thì giữ khư khư trong tay, ai xin cũng không cho. Lúc về nhà, em để quả táo lên bàn học. Cha mẹ bảo: con ăn đi, kẹo để lâu sẽ hỏng, không ăn được. Nhưng em nhất định không ăn. Em nói: đó là quả táo Bác Hồ cho con sẽ giữ thật lâu để làm kỷ niệm.